Ngồi đứng nói chuyện thấy đơ đơ đơ, thấy kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ông nói, hơi mệt quá, giờ nắm tay luôn đi. Kỳ là tôi rất là quen luôn. Đúng là quen luôn. Là dính luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó mới 17, 18. Cho nên mai mốt người ta hỏi, lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ, tôi quen ở trong chùa. Nói chung là ông cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ. Ngày cưới xong xuôi hết rồi. Thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Tại đi cũng một 10, năm rưỡi. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Vậy làm sao? Ủa gì có đám cưới đâu? Xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ, trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có giờ được ngày cưới sao? Dạ, đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy. Em sinh năm 1989. Em trung say đắm quá. Dạ. Hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm. Và em hát nhóm The Queen, đánh DJ thêm. Rồi, mời ông xã. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt, năm nay 35 tuổi. Hiện tại công việc em đang là quản lý cho nhóm hát. Nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sao? Dạ sao anh? Quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Đoán đi. Mới làm quản lý thôi. Chứ trước đây là khán giả. Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá. Mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm. Có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp. Hay là quyết định cua và sau đó trở thành quản lý đúng không? Dạ hơi sai chút xíu. Bé là lịch sự quá chị. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm anh. Nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết. Người ta cũng trúng bộ, lâu lâu cũng trúng miếng. Hai vợ chồng kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Em là đi hát chung với chị. Sau đó thì em mới biết ảnh. Hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? Tính ra là cũng 14, 15 năm. Cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Lúc đó em thấy cũng xinh xinh, chưa có cảm xúc với lại vợ em. Cảm xúc mà chỉ biết là thấy cô bé này dễ thương đó. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không? Hồi xưa là hot boy. Em gặp ảnh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều, mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ, thường em thấy ai mà mặc đồ ảnh trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là sao ta? Đào hoa lắm. Đúng rồi anh, cảm giác em thấy không có được tin tưởng là an tâm đúng không? Đúng rồi. Do giống như là mới em chưa biết á, cho nên em cảm thấy em ghét. Là mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Nhiều khi nó thích á, nhưng mà làm bộ nó không thích. Em có cảm giác gì không? Lúc đó em cũng không nghĩ tới. Rồi sao quen? Lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Mà cuối cùng á người ta không có dính. Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bạn hết. Em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im im nó lâu lâu. Vậy đó tự nhiên cái bà lại vô tình những cái thằng im im nó lại là dạ, chú đúng ý anh. Dạ đúng rồi. Cố tình im để cho mình chú ý. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa. Mấy đứa em á rủ đi chùa đêm giao thừa. Mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi á. Còn có hai đứa em. Xong xuôi lúc mà đi ra ngoài á thì ngồi đứng nói chuyện thấy đơ đơ đơ, thấy kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ổng nói hơi mệt quá, giờ nắm tay luôn đi. Kỳ là tôi rất là quen luôn. Đúng là quen luôn. Là dính luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó mới 17, 18. Cho nên mai mốt người ta hỏi lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Nhưng mà khi anh quen em rồi anh còn đầu không? Còn anh. Trong cái thời gian quen á, những bạn gái cũ á, hay nhắn tin, rồi ngủ đi ăn sáng. Cái vô tình em phát hiện thì em mới biết. Chứ đâu em đâu biết là cũng có bạn gái trước hay này nọ. Ủa là sao em kể tiếp đi em, có nghĩa là tức là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này lại thấy tin nhắn thì bà cứ gọi đi ăn sáng. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong man nữa. Xong là bà giận em. Bây giờ anh hoặc là anh chọn em hoặc là anh chọn người ta. Thì em cho anh 2 tuần anh suy nghĩ xem như thế nào, anh trả lời cho em một câu quyết định. Trong lúc đó thì ca sĩ này nọ kia lên tập đi chung với người ta ăn uống thì đó, cái em phát hiện lại. Xong rồi em lại ghét ngược lại. Nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh hay dạ, sao? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý dằn mặt. Nhưng mà tới lúc mà anh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ giống như là bạn bè mình đi chơi, mình đi ăn thì cái bạn nó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà. Khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại em làm hùng làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùng làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với bên người bên kia đi. Tội để... cao. Không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi, đi ăn, đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ổng thấy lúc mà chở lên phòng tập á. Tại vì em nói là cho thời gian ổng suy nghĩ mà. Thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó. Cho ổng biết là đâu phải là không có anh, em không có ai. Thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó. Thì ổng nào quyết định, ổng chọn em. Thì em cũng quyết định vậy thôi.
tôi không chọn anh. Thật sự lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ còn nhỏ. Nhưng mà gia đình có biết nhau không? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Chỗ la không cho quen mà. Cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, cảnh qua nhà em mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là ừ chắc hiền với lại này nọ vậy đó. Đó cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ không nè. Cứ qua nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà vậy. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Phụ ông bà và vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ em cũng trẻ lắm. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em? Hai đứa quen nhau trong dạ, cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy rồi, hai năm. Năm mấy. Nói chung là ổng cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ vậy đó. Bác sĩ báo cưới hay sao? Dạ không, cái chị á bên nước ngoài về á, cái đi qua thấy ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cứ vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy. Cái nói cái ba em nghe, cái ba em mới kêu ổng ra nói ừ con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây bớt chơi tự nhiên lại. Bớt tự nhiên lại thì ổng thấy vậy bực quá đi về nhắn tin với ba, ừ ba ơi con muốn có vợ. Nhắn với ba Lúc đó là em nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em là 22 tuổi. Trời đàn ông mà 22 tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Em nhắn tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Ba em cũng nhắn được một tin về nhà đi rồi tính. Ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Khi mà qua thì gặp ông nội bên này, ông nội này cũng ưng. Ưng rồi ông nội kêu là thôi tao gả. Nhưng mà đầu năm nữa, đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Dạ, thì chắc chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Dạ. Định ngày cưới xong xuôi hết rồi. Thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Đi cũng một năm rưỡi. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Vậy là sao? Ủa gì có đám cưới đâu? Xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ. Trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có giờ được ngày cưới sao? Đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Tại vì về được năm ngày, về được có 5 ngày xong lại đi. Coi như cái tuần trăng mật bị khuyết đúng á. Rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 ngày còn tính luôn ngày cưới. Lúc đó chắc em 19-20 hả? Dạ, dạ tính ra là 19. Tới bây giờ là các em cưới nhau được là mười mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13. 13 năm anh. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Sau cái tuần lễ khuyết á, của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn dạ, hay gì? Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc đêm đồng phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ anh, ấn tượng. Cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn làm sao luôn mà. Rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ. Mười mấy năm mà chứ không phải ít. Dạ đương nhiên là phải có. Dạ trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Lúc đó cưới nhau được bao lâu rồi? 8-9 năm rồi. Thì ở nhà cũng quản lý ca sĩ rồi cũng quản lý em đó. Thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia gì nọ, rồi em thấy nhắn tin, rồi em phát hiện tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nọ giấu run rẩy lắm, run rẩy lắm không dám đưa. Tới tối em gần em chôm cái điện thoại để em coi coi sao mà tối ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn. Đang ngủ này em chụp cái điện thoại cái giật mình giật lại, rồi em nói chắc chắn là có chứ mày không có đó. Cái xong mà em chụp đại vậy mà dính hỏi thẳng luôn đó. Rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết, cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại rồi ngủ ăn mưa nắng chút đỉnh đúng đó. Rồi đúng rồi gì. Em được cái là có gì là em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết, em không có tự giải quyết mình. Ba mẹ bên em cũng kêu qua ra ngồi nói chuyện. Rồi tao cấm mày vậy đó, không được vậy mày phải nói với lại vợ mày sao, lên bàn thờ ông bà rồi hứa hứa chứ cửu quyền thất tổ. Dạ, là cái đó là không có chối anh, rồi anh nghĩ là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không? Rồi, sợ thôi, rồi chúc mừng. Sợ tới giờ thôi, bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị. Vụ kia đi em, vụ ơi kia đi. Cái đại hội vạch mặt em biết cái vụ đó không? 13 năm trời về chung chăn chung gói với cô ấy, có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu gì không em? Nói thiệt, xấu của vợ em thì dở lắm, dở về nấu nướng giặt giũ tất cả mọi cái dở lắm. Công chuyện nhà dở. Dạ dở là không biết làm không gì hết, nấu sao? Luôn không biết làm, chỉ biết nấu được 2 món à, mì trứng, mì tôm với lại chiên trứng thôi. Hai món khó quá em. Chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó, có những người chỉ biết luộc thôi. Còn có biết rửa chén không? Cái con em nói cho mẹ rửa chén được nhiều lần lắm á ngoại ơi. Dạ 2 lần luôn á. Trời ơi, rửa được tới 2 lần trong 13 năm á, ghê thiệt chứ. Quá nhiều luôn, số lượng quá nhiều. Không biết về nữ công gia chánh đúng không? Dạ. Rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè? Dữ lắm anh ơi. Dữ thì mới giữ được em đó đúng không? Cực dữ cỡ nào đâu em? Cực dữ. Xỉn nhậu về này kia là nó chửi ghê lắm. Sáng dậy còn chửi tiếp. Em có phản ứng nào hay là im lặng? Em im xong nghe rồi em bỏ em đi uống cà phê.
Vậy là nóng tính đúng không? Dạ, vợ em là nóng tính đúng không? Giận lâu không? Buổi trưa là xong rồi, chiều về đi. Thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi. Ừ. Nóng rồi xả ra xong là hết đó. Trưa về ăn cơm là xong rồi. Rồi tới em đó. Không là nhiều lắm. Tối là cứ nhậu miết à, tại ngoại giao á. Bạn ngoại giao đi kiếm show ngoại giao rộng, dạ đúng rồi. Cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được. Ít ra là cũng phải anh đang đi với ai hoặc là sao sao cho mình biết. Cứ mỗi lần nhậu về là em la. Mà em la là la tới sáng. Trời ơi, giống thứ mà nhậu về là chỉ có muốn ngủ thôi em. Mà tưởng tượng đi về bác ngồi bác cứ lải nhải hoài. Cằn á, cằn nhằn hoài luôn. Tới trưa ngày hôm sau luôn anh. Mà em ngủ được không á? Cái quan trọng là không có ngủ được không? Mà chị mà nó vẫn phải ngủ nè. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á. Chứ còn cằn nhằn kiểu đó là làm biến nhậu luôn á. Rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa không? Ngủ á, khi mà kêu dậy á, một cái có công việc cái gì á, kêu chừng ai. Cái đó tật rồi. Nhậu thì xong về có làm phiền vợ không? Bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi. Không, alo em ăn cái gì không? Anh mua về cho em ăn. Cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Đang mà quạo trong khi quạo đúng quạo luôn. Mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu, em giữ giác nữa. Mà mua một lần mua về em mua 2-3 phần. Cho ai ăn dữ vậy? Ổng ăn. Ổng ăn 2 phần. Ủa cái tật mà nhậu em xong về khuya phần. Hay đói bụng lắm đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng ăn gì á? Bạn anh em dạ. Hai cái đầu đồng cảm ghê hồn luôn. Rồi sao nữa cưng? Đó, rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu quá đó. Đi vô chổng giống như là muốn ngủ ở chổng luôn hay sao á. Là buổi sáng hả? Buổi sáng anh. Chỉ có gì đó thôi. Dạ. Rồi giờ em mong muốn Đạt thay đổi điều gì? Bớt nhậu lại. Dạ. Rồi giờ Đạt mong muốn vợ thay đổi điều gì nè? Em thì muốn bà hiền chút thôi. Trời nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. Đúng rồi nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó căng thẳng cử nhử nó la lối thôi thì giờ á 50-50 đi. Dạ. Tuần 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chứ chị thấy ngay từ tối tới trưa luôn á. Thì đó thì tại vì em nhậu đó nó ghét nhất là nhậu dạ, mà đúng không? Dạ đúng. Nghe. Dạ, dạ. Thôi hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi. Dạ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Chút nữa chúng ta sẽ gặp riêng trên truyền hình đúng không chị? Đúng rồi. À, phong thái rất là đỗng đạt nè, đẹp trai nè, uy nghi nữa. Đó. Vậy chắc chắn là không có sợ cái gì đâu. Không mà không sợ. Đúng không? Không có chuyện sợ thì đến chút nữa mình tính. Câu giờ rồi. Mời hai người giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Nga, năm nay em 33 tuổi. Em đang là nhân viên văn phòng. Em tên là Trần Phương Nam, hiện nay 37 tuổi. Quản lý về cái mảng xem. Dạ. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Trong một lần đi đá banh cùng với đội. Thì sau khi thắng trận rồi thì cả nhóm kéo nhau ra cái nhà hàng cũng ngồi nhậu. Rồi theo một cái bàn dài. Kế bên đó thì lại có một cái bàn nhỏ 4 người kế bên. Lúc đó thì nhân vật này ngồi xéo với nam mình đặt. Mình cũng hơi liếc liếc cái một cô gái cũng khá là dễ thương. Cái trán cũng dầu dầu chút xíu. Một người đàn ông mà nhìn mình liếc liếc mình vậy lúc đó thì như thế nào? Lúc đó em cũng chẳng ấn tượng gì về chồng em hết á. Tại vì cái form người mà hồi đó đi đến giờ em thích đó là những cái người nhanh nhom được chút xíu thì chồng em lúc đó thì cũng hơi mập mờ. Mình đây mà dây thần chứ không phải dây thun. Dây thần mà. Để thần như vậy giống bây giờ không hay là bự hơn? À, cỡ dài chút xíu. Vậy mà cũng không lọt vô tầm ngắm của em chưa được hả? Chưa lọt vô tầm ngắm. Mà bên đây thì em cũng vô tư nói chuyện mà không có để ý gì hết. Bên kia thì rất là muốn làm quen mà hỏi xin em cái số điện thoại. Em nói thẳng với ảnh là em chỉ đọc 3 lần thôi. Anh lưu được thì anh lưu, còn không lưu được cái đó là cái duyên của tụi mình. Thế là em đọc mà rất là nhanh, 0999998. Ba lần vậy đó. Mà lúc đó là đã tan xỉn rồi. Người số nhớ đừng số, phải dùng chiến thuật. Và trong bài đó 4 người thì 1 người đàn ông và 3 người gái. Mình chuyển qua mình tấn công anh đàn ông trước để mình có cái số anh đàn ông rồi có gì mình liên quan. Đó, xin số điện thoại rồi mình cũng an tâm chắc mẻn rồi. Tối đó về như mưa hay sao á, điện thoại chập mặt. Thế là cái sim trắng, tất cả các số điện thoại không còn nữa, coi như là tiêu tan cái công lao của mình. Ừ, rồi cơ duyên nào mà hai người lại gặp lại nhau? Chắc em nghĩ chắc ngày nào cũng lại làng nướng ngồi chứ. Thật ra thì cũng may mắn cho ảnh là sau khi về rồi thì em lại đi chơi với cái nhóm bạn mà 3 cô nữ đó. Một cô bạn mới góp ý là thì thấy anh Nam cũng dễ thương, tại sao không thử tìm hiểu anh Nam đi. Mình nói là mình không thích, nhưng mà thôi thì sẵn hôm nay nhóm mình đi karaoke, nếu mà muốn thì Nga sẽ điện thoại rủ Nam tới rồi mọi người xem rồi góp ý giùm Nga như thế nào. Thì em mới điện thoại cho anh Nam đang nằm nghỉ thì tự nhiên có một cái điện thoại gọi tới, số lạ quá. Thì theo quán tính thì vừa ngủ vừa lơ mơ vừa nói alo, mấy đó là em là Nga nè. Tự nhiên bật dậy và cũng bất ngờ, cũng vui vui. Thế là qua cuộc điện thoại thì Nga có rủ đi karaoke, mà mình cũng thấy lạ, không hiểu tại sao Nga là có số điện thoại của Nam. Nam có trao đổi điện thoại qua người bạn trai đó, theo lịch sự thì Nam vẫn cho người đó số điện thoại lại. Em cũng là người nhớ cái số điện thoại rất là hay. Ừ, số điện thoại nó rất là dễ nhớ. Không phải là trường hợp đâu, phải có một cái sự để ý thì đó. Nhưng mà
thật ra nữa, thêm một cái yếu tố nữa mà lúc đầu không ấn tượng với anh Nam nữa. Em không thích người tên Nam. Ủa sao vậy? Bạn đại học của em tên Nam, tính tình như con gái vậy đó. Em không thích thế nào hết. Lúc đầu á, anh Nam giới thiệu tên Nam là em dị ứng liền nha. Kê ảnh một câu, anh tên Nam vậy chắc chị anh tên nữ rồi. Trong cái thời gian hai bạn hẹn hò nhau như vậy thì có điều gì bất ngờ? Sau khi một thời gian quen nhau thì mình mới về nói chuyện với ba má là con cũng tính tiến tới hôn nhân với một người, và người đó tên là Nga. Ba má ngâm nhìn một cách rất là ngỡ ngàng. Sao không hiểu tại sao? Vẫn cũng không hiểu nữa. Nam cũng không hiểu, nhưng mà cuối cùng má Nam lại hỏi tên Nga hả? Đó là tên của dì hai với cô Út con á. Ở dưới quê thì lại là hay kỵ cái tên. Thì mình mới hiểu rằng là ủa, như vậy là mình hình như mình cũng chọn khéo dữ. Chị hỏi nè, trước khi mà gặp gỡ tụi em á, là chị với Quốc Thuận đang tranh luận về cái đề tài là nỗi sợ của đàn ông. Thuận á thì Thuận cứ chắc chắn rằng á, cái cặp sắp tới đây á, cái người đàn ông này chắc chắn phải sợ một cái gì đó. Đúng dạ. Nhưng mà khi gặp em rồi á thì chị cảm giác là em mình như không sợ một cái gì trên đời dạ. Đúng không? Trước khi em trả lời chị Hồng Vân cái đó, em xin phép bắt tay với Thuận đó. Là sao? À bắt tay. Bối rối gì? Là sao? Cái sợ, nỗi sợ của Nam giống nỗi sợ của anh. Sợ gì? Sợ ma. Trời ơi. Em có nghĩ Nam sợ ma? À, dạ. Khi mà mới quen á thì ba má chồng em thì có ở dưới Củ Chi. Cuối tuần tụi em hay về nhà ba má chơi. Thường là anh Nam đi làm về trễ lắm, khoảng 7-8 giờ mới về. Nên tụi em đi xuống thăm tầm tầm giờ đó. Và lần nào thì gần tới thì cũng nhận được điện thoại của ba má anh Nam. Nói là có cần ra đón không con? Thì lúc đó anh Nam cứ nói là không, con đi với Nga. Con chở Nga theo, có Nga rồi. Tại vì sao nguyên tắc á, mà nếu đi một mình xuống dưới á thì tới cái khúc mà đầu hẻm đó là phải có người ra. Tối thui là thành nên sợ lắm. Dạ, cái đồ cũng nặng của tôi. Thực ra xuống dưới quê á, mà đi ở những cái chỗ mà hoang vắng á, dạ, nhiều những cái nỗi sợ lắm, không phải là ma không, nhiều sợ trộm cướp, sợ đủ thứ hòa quyện lại thành ra một nỗi sợ chung chung. Nhưng mà có khi nào mà ở tại gia mình á mà chồng của em biểu hiện cái sự sợ hãi đó không? Con em á thì lúc nhỏ nó cũng hơi khó, hay khóc đêm. Mỗi lần khóc đêm như vậy á thì hay bồng lên cầu nguyện ông bà hoặc là Phật. Em mới nói là thôi, em mặc đồ không có tiện lên thì thôi anh bồng con lên đi trước đi. Thì anh nói là thôi anh không dám đi, em đi chung với anh thì được. Vậy hả? Hoặc là nhiều khi tả dưới đây cũng hết rồi mà kêu ảnh lên trên lầu thì thôi. Nhưng chẳng hạn anh giữ con chứ em cứ lên. Thì có bao giờ mà sợ ở đâu mà nó quá đáng không ta? À, cái này là ở nơi công cộng mà cũng sợ ma nữa. Công cộng cũng sợ ma, ở đâu vậy? Ở một quán cà phê. Hả? Lúc đó thì em cũng không nghĩ là chồng em sợ ma. Em với chồng em đi khảo sát để làm một cái hội thảo. Là khi vào khảo sát đó, thì cái quán nó hơi âm u và tối tối. Tường thì rêu phong. Sau khi mà tham quan ở trên lầu xong thì chồng em mới gợi ý cho em là thôi ngồi uống cà phê cho vui. Trong cái lúc ngồi chờ thì chồng em lại ngồi dựa vô cái ghế. Nó là dạng bập bên chứ nó không phải là giống như ghế cái, ngồi cái loại ghế mà có bỏng mình bật ra bật dậy. Tự nhiên có bật ra sao? Mình hơi lạnh lạnh rồi. Mình cũng nói chuyện bình thường và bật thêm một lần nữa. Đó đâu, nhỏ lên rồi. Nhìn qua coi có ai không. Tới lần bật thứ ba mình đứng dậy luôn. Mình đứng dậy luôn. Sau này thôi về đi em. Trên đường về thì chồng em mới nói là không biết tại sao mà anh ngồi cứ ghế nó cứ tự bật lên bật xuống không à. Thì lúc đó em mắc cười, em mới cười đã rồi em mới nói tại lúc đó cái chân em đạp vô cái ghế. Trời ơi. Vì chồng em lại không nhìn phía trước, tại chiếc cặp bên đó nó ở phía trước này thì em cứ vô tình em cứ đặt tới đặt lui đặt tới. Ê, cái lúc đó mà tưởng tượng có một cái cô nhân viên rồi đó mà tóc để xõa rồi mặc đồ trắng rồi dám không biết cái chuyện gì xảy ra thôi. Rồi tụi em vui vẻ ghê á. Nói nghe nè, thường á thì ở nhà thường có cái sự phân công đúng không? Em là dạy con hay là chăm con? Dạy con là nhiều hơn là chăm. Rồi có khi nào mà hai vợ chồng bất bình nhau trong cái vấn đề mà dạy con không? Chuyện sẽ hàng ngày, hàng giờ luôn. Tại vì á đang ngủ cái bé khóc là xã dậy làm sữa đút cho bé uống. Thì đút sao thì nó ọc ra, cái mình lồm cồm rồi vậy la vợ. Lúc không la thì em cũng nói vậy chắc là em đút không có khéo thôi anh đút thử đi. Có đút không? Có. Bà con cũng ọc, cũng ọc luôn. Cũng ọc luôn á. Hai vợ chồng. Em có bị stress sau khi mà sanh không? Dạ cũng có, rất là nhiều. Những lúc đó thì chắc có lẽ là anh Nam là cái người mà kề cận bên chị Nga đúng không? Khi mà em stress thì anh Nam lại kề cận với khách hàng ở bàn nhậu. Ảnh là tiếp xúc với khách hàng rất là nhiều và làm quản lý thì cái tính cộng đồng cũng cao. Tiệc sinh nhật của nhân viên thì ảnh không bao giờ vắng mặt. Và chị Nga mong muốn anh Nam thay đổi điều gì? Tại vì em thì rất là thương con và muốn anh Nam gần gũi với con nhiều hơn và dành thời gian nhiều hơn cho mấy đứa nhỏ. Còn Nam có mong muốn gì ở Nga? Thì sau khi cưới xong thì mình thấy là vợ mình cũng hơi dữ hơn bình thường.
không phải là hiền như là mình ở trước. Em cứ là muốn vợ mình là giữ bớt xíu. Dạ. Nhiều khi nóng nảy lên thì không không có gì cản được hết, cũng muốn vợ kiềm chế của mình. Ví dụ nóng là nóng làm sao? Cách đây mấy ngày thì cũng đi khách về, vừa bước vào thì mượn được một câu giận dỗi: giờ này mấy giờ rồi mà chưa về nữa. Mình biết tính nên lẳng lặng đi vô toilet, khóa cửa lại, tự tắm tắm xong là ngầm ngủ, không cho cơ hội người này nói. Thực ra chị thấy là cái chuyện mà vợ chồng á mà cãi nhau đó là chuyện không thể không có được. Thực ra cái chuyện mà tranh luận nó lại là một cái chất xúc tác trong cái tình yêu đó. Dạ. Nhưng cái chuyện đó mà nó bị quá đi thì nó sẽ là bi kịch của gia đình. Chị nghĩ rằng cặp vợ chồng mà có trình độ như tụi em á thì chị nghĩ là tụi em tự biết cách tiết chế cảm xúc của mình, cũng như là cái cách làm sao để mà hai vợ chồng có thể hòa hợp được. Đấy. Trước khi mà chia tay nhau đó, chị rất muốn nghe một cái tâm sự của em. Em cũng muốn nhắn gửi với tất cả mọi người là gia đình luôn là cái quan trọng nhất, nên các ông chồng thì hãy dành nhiều thời gian hơn cho các bà vợ cũng như các con, như vậy thì mới giữ được cái tổ ấm của mình hạnh phúc lâu dài được. Đó là một cái thông điệp gọi là giống như em đã nói thay dùm cho chương trình rồi đó. Rất cảm ơn hai em. Xin cảm ơn hai bạn. Chúc hai em hạnh phúc. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thường. Em là Nguyễn Thị Minh Lý. Công việc của em là vận động viên bơi lội. Ở nơi bây giờ em làm việc là ở Cà Lại Tiền Giang, nhưng mà khi mà bơi và thi đấu là em làm ở Tân Bình. Dạ. Bây giờ vẫn còn làm vận động viên bơi lội dạ, luôn. Dạ vẫn còn chị. Bơi dữ lắm nghe chị. Thấy vậy chứ là như rớt xuống hồ là bơi như nháy vậy. Và kế bên đây là anh xã của em. Rồi mời em. Dạ chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay em 41 tuổi. Hiện tại là công việc của em là huấn luyện viên bơi của người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Huấn luyện viên. Rồi vậy là không, em đâu cần đoán nữa, em biết hết trơn rồi. Em biết hết rồi. Em nói luôn đi. Hai chồng quen nhau trong hồ bơi gì? Đi thi đấu rồi gặp bà này đẹp quá, ổng cua. Đó. Rồi nhưng mà chị Hồng Vân cũng chưa biết. Chưa đó, chị khán giả chưa ai biết cả. Đúng bây giờ rồi. Hai vợ chồng bây giờ nói cho anh chị nghe cũng như là chương trình biết. Bây giờ kể lại cái câu chuyện tình yêu của hai bạn, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào. Đó, rồi trải qua cái mối tình nó ra sao, kể chi tiết cặn kẽ cho anh nghe nào. Bây giờ đầu tiên vậy đi, cho chị biết cái lần đầu tiên mà hai đứa chạm mắt chạm mặt nhau á là lúc nào? Lúc em đi thi đấu và anh là huấn luyện viên của đội Cần Thơ. Là anh đưa quân lên Sài Gòn thi. Nhưng mà lúc đó là em trong đội của anh luôn hay là hôm đó mới gặp nhau? Em là của trực thuộc Tân Bình. Còn anh là của Cần Thơ. Của Cần Thơ, cho nên hôm đó tụi em mới chạm mặt nhau đúng không? Nói chung là để mà chạm mặt cũng không phải đâu. Vì em là vận động viên nên là lúc đó em ở dưới hồ. Và anh là huấn luyện viên, anh đẩy một vận động viên. Nhưng huấn luyện viên là tới bây giờ em mới biết. Chứ còn ngày đó em tưởng ổng là tình nguyện viên. Thì nghĩ ổng là tình nguyện viên nên mình mới ngắm nghía. Nhưng mà chứ còn cái... nếu mà là huấn luyện viên là mình không bao giờ mình để mắt tới. Nhưng mà lúc đó ổng có bề ngoài, ổng có đẹp trai không? Ổng ngày xưa có nhiều muối lắm, cá muối giờ cái gom lại còn có muối à. Sao lý lúc đó em kể cho anh biết cái ngoại hình ảnh như thế nào, cái cảm giác khi mà đó. Em gặp anh này lần đầu tiên á. Nói chung là chị biết trong cuộc đời em là em rất thích màu tím. Mà vô tình ông này là bữa đó ông cũng bận cái áo màu tím. Rồi cũng bỏ áo vô thùng đồ, nhìn bảnh trai lắm. Đang bơi mà nói với con bạn: ê giờ tao thích ông đó rồi, mày làm sao để tao quen ổng lại. Cái này là trường hợp này ném về bị sấm sét rồi. Là phái liền. Là em á, em đúng rồi, em là bị sấm sét ái tình anh này rồi. Còn Hoàng Anh thì sao? Sao Hoàng Anh? Còn em có nhìn thấy cô ấy liền không? Em thì lúc đó chưa nhìn thấy. Lo nhìn là cô mà đẩy xe đúng không? Đúng rồi. Tập trung vô chuyên môn thôi. Xong rồi cũng đi ngang một cái nhóm vận động viên gọi là cái nhóm mà lộn xộn đó. Thì trong đó nó mới phát hiện ra là có một cô bé rất chi là, nói chung là mặt mày thì sáng, rồi nhìn là dễ thương, rồi các thứ. Xong rồi mình cũng gật đầu, mình chào, rồi mình cũng cười. Mình lịch sử mà. Xong hết cái giải đó, thì bắt đầu là khi mà về á, thì mẹ của bà xã em á, thì bắt đầu có gian xe về. Thì lúc đó là em có xin cái số điện thoại. Là mẹ của Lý là quá gian xe của là em á, em biết là cái đoàn Cần Thơ á, là người ta về là ta sẽ đi ngang cái Lại Tiền Giang. Thì mới nói là em biết thân cái ông thầy giáo của chồng em cơ. Là mới nói là thầy thì cho con gửi mẹ con có quá gian ngay chỗ cầu Mỹ Quý đi thầy. Cái này thầy đồng ý. Nhưng mà em không có con em nó gửi mẹ lên xe chứ không phải là em. Gửi lên xe xong rồi là nó xin cái số điện thoại của anh.
xong rồi nó dúi vô tay em, nó bảo là khi nào mà mẹ về thì chỉ liên hệ với cái anh này là là được. Nhưng mà hoàn toàn không biết là số đó của ông này đâu. Nếu biết thì chắc lúc đó mình gọi rồi. Đúng là duyên đó, duyên đó. Đấy, nhưng mà đúng lẽ ra là duyên con em thôi. Chứ không phải em đâu. Bị con em nó được tiếp xúc và nó được nói chuyện với anh chứ suốt một giải thi đấu đó em đâu có được. Có nghĩa sau khi em biết anh là huấn luyện viên là không có nói. Có nghĩa là mình cũng biết luôn. Là đúng rồi. Nó có hai cái đẳng cấp nó khác xa lắm. Đó nên là không dám nói chuyện với anh ấy. Rồi xong xin số điện thoại rồi thôi. Là giữ cái số điện thoại đó thôi chứ cũng không có gọi. Nhưng mà trên xe là Hoàng Anh cũng xin số điện thoại của mẹ Lý. Dạ không, lúc thời điểm đó là em xin số điện thoại là của con nhỏ em á. Nhỏ em cho số điện thoại của bà xã em bây giờ. Đó, hay chưa? Đó. Thì vô tình đó, thì xong rồi cái bắt đầu em mới về Cần Thơ. Sau đó bây giờ kể luôn đi, sau đó thì đến bao lâu thì hai đứa mới gọi điện thoại cho nhau? Ai tự ông này ông gọi? Thời điểm đó em là người gọi trước. Thì em chỉ gọi hỏi thăm thôi. Mà tại sao em lại gọi? Nói chung là bữa đó thì ngồi ở Cần Thơ á, thì lúc đó mấy anh em leo ngồi họp lại đi, thì có một tấm hình, thì ô mình nhìn vô cái tấm hình để trên bàn thì thì ra là cái cô bé này mà thi đấu ở trên Sài Gòn mình cũng gặp và mặt mày cũng sáng sủa. Rồi số điện thoại này ở đây thôi cho mình gọi hỏi thăm. Rồi chỉ gọi hỏi thăm thôi. Nhưng mà thực ra là chị muốn hỏi em là lúc mà em tiếp xúc với lại em của Lý á, thì em có cảm tình gì với cô em không? Dạ không, em không có nghĩ gì hết á. Không, đúng không? Tự nhiên lại là cứ ấn tượng với cô chị. Dạ. Đúng không? Tại vì thời điểm đó mặt cô chị xinh lắm. Lúc đó có 40 mấy ký hà. 42. Khoa Hoàng Anh cho anh em mà. Cho anh hỏi cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Minh Lý á, là Minh Lý ngồi trên xe lăn hay là ở dưới hồ bơi? Dạ, ngồi trên xe lăn. Ngồi xe lăn đúng không? Là em đã nhìn thấy mặt là như thiên thần rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ nghe cái giọng ở trong điện thoại thì em nghe cái giọng có đáng yêu không hay là khi mà em điện thoại cho Lý á? Em không biết có đáng yêu không, mà thời điểm năm 2004 á. Năm 2004. Đầu năm 2005 thì phải. Thời điểm đó điện thoại di động đồ hiếm lắm. Tức là ai mà xài được cái điện thoại di động là cũng là dữ nhiều tiền lắm. Nên là em cũng có một cái, nhưng mà cái cù bắp thôi. Xong rồi cái bắt đầu là gọi điện thoại thì bắt đầu là cứ gọi là hết tiền, cứ gọi là hết tiền. Xong cái em đi ra ngoài cái bưu điện á, là cái bưu điện đó giờ của bưu điện Cái Khế của thành phố Cần Thơ giờ á. Thì bắt đầu là em gọi giết rồi bắt đầu em thiếu tiền luôn mà. Rồi cái bà bưu điện nói thôi em về đi, rồi có gì bữa nào trả. Mà em cứ liên tục thiếu, tức là mỗi lần là tại gọi nói nhiều quá, nói đông, nói tây, nói tàu gì tùm lum hết. Cái đó là sao rồi, nhưng mà anh hỏi cái lần đầu tiên mà em nghe giọng em của nghe trong giọng điện thoại á của vợ em là ngọt lắm anh à. Tức là em yêu từ cái giọng nói mà. Có nghĩa là mới đầu là lướt qua là có một khuôn mặt thiệt là xinh xắn phúc hậu. Dạ, đúng không? Tới chừng mà tiếp cận bằng cái giọng nói thì lại giọng nói quá ngọt ngào cho em chịu không nổi. Cho nên em đã bị tốn biết bao nhiêu tiền điện thoại, bị thiếu tiền điện thoại của người ta luôn là thiếu lý do tiền đó điện thoại đúng không? Rồi nó nghe là sao đó có trả tiền điện thoại cho các bà đó không? Dạ có. Cô ơi hôm nay cô nghe hai vợ chồng kể lại cái chi tiết này nghe nó mát lòng đúng không cô? Hả? Rồi sau đó thì sao nè, tình cảm phát triển nảy nở sao nè? Bao lâu thì mới cưới nhau? Lúc mà Lý nói chuyện với anh á, là lúc đó em có phát hiện ra được anh đây chính là cái người đàn ông mặc áo tím không? Trời ơi, thì phát hiện, nhưng mà lúc đó em đang thất tình một cái bạn kia. Yêu lắm. Em đang thất tình cái bạn kia, em đang buồn bã. Rồi em nghĩ rằng là lý do là tại em đi không được nên là mới có nhiều trắc trở ở với cái bạn kia. Nên là nhân dịp ông này ông gọi rồi ông tỏ tình rồi thế này thế kia, là mình đang bị đau như thế này nè. Nên là mình nghĩ không, mình không có tiếp tục quen nữa. Giống như mình không có tiếp tục mà cho ai một cái cơ hội để người ta giống như quen mình nữa. Bây giờ anh thương em đúng không? Thương nói ba má qua cưới. Là em chịu. Chứ bây giờ đừng có gọi điện tới lui. Mất thời gian. Đốt nhiều thời gian. Với vậy lại em sợ em yêu dây dưa là em là người thất tình. Em thất tình là em là người buồn hơn anh. Vì em không có đi cà phê được, cũng không đi ra ngoài để xả stress được. Mà em sẽ là một cái gì đó mà em thì rất sợ xấu. Sợ xấu là sao? Là sợ khi mình buồn á, là bắt đầu nó nhan sắc nó sẽ tuột xuống. Nên là không, nói là hãy chịu là cưới thôi. Đừng gọi điện với lại giống như đừng có tới lui với em. Thì anh nói chứ trời đất ơi, mới quen em có một tuần biểu cưới gì. Vậy nói vậy là anh đâu có thương em thật. Anh về thôi đi, đừng gọi điện em nữa. Mới có một tuần thôi đó. Làm khó rồi, em lúc đó thì em như thế nào Hoàng Anh? Thì lúc đó thì thời điểm đó cũng thách luôn đó. Cổ cũng luôn đó. Suy nghĩ ghê lắm. Nói chung là tại vì trong cái hoàn cảnh mà mới biết nhau mà gặp điện thoại nói chuyện qua có một tuần, hơn tuần thôi mà kêu giống như là để cưới á, thì nó nhanh nó hơi quá nhanh đi để mình không có kịp đi xử lý. Thì em cũng suy nghĩ dữ lắm, xong rồi bắt đầu là thôi bây giờ cứ lên giáp mặt cái đã. Thì lúc đó bắt đầu là em
từ ở Cần Thơ em lên Sài Gòn. Thì bắt đầu là cũng hai đứa cũng nói chuyện rồi các đồ các thứ rồi thôi bây giờ cũng suy nghĩ là thôi bây giờ mình cứ về xong rồi mình ghé nhà cái ghé nhà ông nhạc gia giờ á. Thì bắt đầu là ổng cũng hỏi vậy là con quen bác làm sao rồi định bao giờ hay là như thế nào. Tại vì kéo dài thời gian quá thì không được. Thì lúc đó em nói dạ để con về con xin phép bên gia đình con. Thì lúc đó là đi về Cần Thơ là bắt đầu xin phép rồi nói với mẹ rồi nói với bà rồi nói với dì, nói chung là nói tất tần tật để mà hỗ trợ để mà mình cưới vợ. Thì lúc đó mới có 26 tuổi. 26 tuổi thì bắt đầu là mẹ lúc đầu mẹ không chịu thì mình kể hoàn cảnh của vợ em giờ vậy đó là vợ con ngồi xe lăn vậy đó thì là vận động viên, nói chung là nhưng mà mặt xinh lắm mình không kể cũng diễn tả rồi các thứ. Sau cái mẹ nói bà suy nghĩ nó không được tại vì con bây giờ gì mà con lấy về mới mốt là khổ lắm. Tức là khổ là khổ vừa khổ cho bản thân mà là vừa khổ cho ví dụ như mình không chịu đựng được á rồi mình bỏ con người ta rồi các thứ thì sao. Nói chung là con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thì lúc đầu mẹ không chịu thì bắt đầu tiếp tục tấn công cho bà ngoại rồi mấy gì rồi các thứ thuyết phục đó tấn công vô bắt đầu là cũng mấy gì cũng nói vô đốc vô rồi cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý để đi qua mà gọi là ta gọi là dạ, hỏi xem mắt á chưa lúc đó chưa hỏi anh lúc đó mà là xem mắt thôi thì qua xem mắt cái tự nhiên qua tới nơi thì cái mẹ lúc đó mẹ mới vô nhà xong rồi bắt đầu chào hỏi rồi các thứ xong cái mẹ lại gần bà xã em thì mẹ mới ôm xong rồi thấy bà rớt nước mắt mình cũng không hiểu trong đầu mẹ, mình không mẹ hiểu rớt là nước mắt hả? Dạ mẹ, mình không hiểu sao thì từ đó về sau là coi như là xong cái việc đám hỏi đó rồi là đám ra mắt đó rồi là tiến hành tới ngày đám hỏi luôn là chỉ về, có một tuần sau là đám hỏi là về mẹ chịu luôn. Dạ mẹ em sẽ em hỏi mẹ là tại sao mẹ khóc mẹ ba chịu mừng muốn chết rồi hỏi chi nữa. Trời, tức là em không em biết hơi lại mẹ có tâm sự với em. Là mẹ thấy thương và cái điều mà mẹ càng lo lắng là sợ ông này nè quen người ta thương người ta rồi ở thời gian rồi chịu không nổi rồi lại bỏ rồi bất công là kim lý lại khổ thêm. Tức là có nghĩa thương con nhưng mà gặp cô gái này là mẹ thương cô gái này liền và nhưng mà sau đó là kèm với cái tình thương là nó là một cái nỗi sợ, nỗi sợ. Nhưng mà bây giờ kể là cái câu chuyện nè sau khi nghe vợ kêu thách cưới á thì lên Sài Gòn đúng không rồi lên Sài Gòn rồi hai đứa nói chuyện với nhau rồi có nắm tay rồi có trao cho nhau nụ hôn gì không? Trời em kể cho chị nghe mà anh với chị hết hồn luôn. Sao? Trời ơi, ông nói ông thương mình, ông yêu mình rồi bị gì đang là xa mà. Xong lên từ sáng đến chiều không dám nắm tay em rồi cũng không đụng chạm gì đến em biết nào. Thế em suy nghĩ là chắc cái ông này không phải vậy quá hay là mình chưa đủ sức để mà chống đụng giống như mình để mình nghĩ mình lúc đó trong đầu em nghĩ hoang mang lắm vì nghĩ mình đi không được nữa. Chắc mình không giống như những cô gái khác á. Xong mình suy nghĩ cái xong sao chiều tới chiều tối á cái cả nhà đi em thì hai đứa em nó đi học rồi bác thì đi làm thế ông ngồi lên trên cái giường em cũng ngồi ở đó thế thì mân mê sao nắm lấy được cái tay em vậy trời đàn ông gì mà nắm lấy tay em mà cái tay nó của nó em nói nó lạnh dã man luôn rùng đúng không. Cái em mới nói chứ sao anh nói anh thương em mà từ sáng giờ em đâu có thấy anh thể hiện gì đâu anh. Trời nói vậy sao mà dùng hết sức lực đàn ông hay sao á. Sức hạn mồ hôi luôn mà hung đúng trên trán em con cái thôi. Trời cha hung con vậy đó. Cái chiều tối bác về rồi cái rủ em qua nhà bạn chơi. Mà tự ảnh quen em là đó là lần đầu tiên ảnh lên Sài Gòn. Rồi cũng lần đầu tiên giống như là ảnh hỗ trợ cái việc đi đứng cho em. Trời ơi thôi thì rủ người ta đi chơi đã người ta khó khăn rồi ta đi khó khăn rồi đi lựa chỗ nào nó thoáng và nó dễ đi không đi đâu đi qua tuốt ở bên chỗ đó là chỗ nào Bình Tân quận Bình Tân á xong rồi là thì nếu nằm ở lề đường cũng được đi không chở qua nhà bạn xong rồi là ẩm tuốt vô một dãy nhà trọ nó xa ơi là xa luôn mà mình đã ổng mới bế mình lần đầu là mình còn mắc cỡ nữa chứ tôi nói ông này không có ý đồ gì không sao vô cái chỗ gì mà nó xa rồi sao vô tới nhà trọ là gặp bạn của anh thì nói chung là hai người đó khi người ta gặp em người ta cái chắc cũng bỡ ngỡ anh đó là bạn thân của anh này thế là anh ấy cũng bỡ ngỡ mà bà chị vợ của anh nó cũng vậy luôn mình cảm nhận là chắc tại vì người ta cũng không nghĩ là cái anh này là anh quen người giống như em đâu anh chở qua là do tình cờ
Đó, rồi ví dụ chơi này nọ trong trong nhà đó đi, không có vấn đề gì, nói chung là khó chịu hay gì cũng thoải mái. Trên đường đi về là xe hết xăng. Mà em đã rất giống như em đi đứng khó khăn mà xe hết xăng sao em xuống. Ê, chở vô trong chỗ rồi xăng. Chở vô chỗ rồi xăng xong rồi, chỉ biết em phải tuột về phía trước à. Trời ơi. Em nói cái ông này chắc không xong rồi gấp. Trời lý trục cái cảnh anh ấy thấy phải trục chặt. Anh nghĩ sao vậy trời ơi, em nói em. Rồi rồi xong rồi đâu phải mình trượt là xong đâu. Cả một cái 4-5 người đổ xăng người ta nhìn. Trời ơi, chị này chị cũng không chịu xuống xe nữa. Cũng ngồi luôn ở trên xe. À, đi xong rồi nha. À, đổ xong xăng rồi. Em vẫn ngồi đó mà người ta bật cái yên xe lên. Chị thấy nó ghê chưa? Thì em nói trong cuộc đời không biết sao em lấy ông này nữa đó. Hay xong đi ra đường em ta vàng. Vấn đề là tuột lên nữa. Rồi tuột lên nữa. Phải kéo từ ở dưới cái chỗ này. Hoặc là cái yên này nè. Yên là phải chùi chùi đó. 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 Mà gặp mình yếu ớt nữa. Mình bấu lấy ổng mình mới tuột lên được cái phía trên. Hay xong ha. Xong rồi mình cũng gán chịu đựng ra khỏi chỗ đó xong tạm vàng. Nói kể từ đây trong cuộc đời anh nha. Là lúc đó không có nghĩ là quen nhau nữa đâu. Là em cự luôn á. Em nói là kể từ đây trong cuộc đời nha. Đừng bao giờ chở em đi mà xe hết xăng hết. Ủa em sợ đổ xăng lắm rồi. Đúng rồi chị. Em nói là đừng bao giờ nha. Còn không mà mình nghĩ quen đi anh. Ủa anh nghĩ sao để người ta đánh giá em là trời ngõ đó vậy mà nó vẫn ngồi trên xe để người ta đổ xăng thôi. Dựng lên dựng xuống. Trời lên làm biến, trời lòng biến tới cái mức mà không xuống xe luôn á. Đó là ấn tượng nhất của đời em như vậy. Như vậy ấn tượng nhiều quá. Đâu có em về em tưởng em thôi luôn rồi chứ. Lúc đó là coi như gia đình đã chấp nhận rồi. Nhưng mà lúc đó em nghĩ ông này luôn rồi đó. Vì thứ nhất là không tâm lý, thứ hai nữa không ga lăng, biết người ta đi không được mà chơi người ta cái trò vậy á. Thôi nhưng mà ổng hiền mà. Đâu anh đi suốt trên đoạn đường về anh sợ em bỏ anh thiệt. Đúng không? Anh nói không không, anh không có cố ý. Nói chung là chuyện đó anh rút kinh nghiệm suốt cả đời. Em đừng nghĩ vậy nha. Đừng giống như là anh không phải anh cố ý đâu. Đây này. Là lúc đó bắt đầu can đảm chị bắt đầu nắm tay kéo ôm về phía trước rồi. Gơi. À đúng không? Ê, nhưng mà cái tình cảm của hai đứa nó trong sáng không? Nó trong sáng như trăng rằm. Chị nó trong sáng. Em nói thiệt với anh chị nha, trong sáng như pha lê á. Tại vì má em như vậy nè. Tôi nói rồi nha, bốn đứa con gái, nhà có bốn đứa con gái mà bà căng dặn từ đứa một. Anh nói rồi nha, quen nhau gì quen nhau thì chỉ nắm tay bậy bạ thôi. Bà nói gì là thương không thương thì cũng đưa qua bờ qua bụi gì đó. Cái câu má nói vậy. Rồi nói má đưa qua bờ qua bụi lần sau. Cái bà nói thì tao cho Phạm Di chỉ nắm tay được. Bà quá nó hung thì đó, bà dặn là hung tinh ráng thôi. Chớ nếu không có bầu là chết. Hoặc là nếu mà mất đời con gái là sau này lấy thằng sau nó quýnh chết chấm luôn. Bà nói là nếu mà chỉ cần là lỡ như cái gì với cái thằng bồ á là sau này á thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Rồi mình cũng tưởng thiệt vậy chị. Bốn chị em coi như không đứa nào biết gọi là yêu là như nào. Cho đến lúc lấy chồng là cho lúc lấy chồng là còn y xì. Còn ông này ông giữ ghê gớm lắm. Nhưng mà ổng thì sao? Ổng cái ổng trong sáng không? Ổng á ổng còn riêng đến nỗi mà đêm tân hôn em mắc cười lắm. Có nghĩa là trong thời gian mà quen bạn này là em cũng chỉ nắm tay và hung trên trán thôi. Có lúc nào mà em muốn vượt qua cái ngưỡng đó không? Cũng có chứ nhưng mà mình sợ. Tức ba là má sợ. Có giận không? Ba má có giận không? Ba má thì mày, không có giận nhưng mày mà mày làm cho con người ta có chửa mà mày không biết rồi. Mày bị quấn bơm đầu bơm cổ không? Quấn chết sống không? Nhưng mà bây giờ nè, Lý có phải là người đầu tiên của em không? Hay là trước Lý là em đã có một vài mối tình rồi? Mối tình thì không có nhưng mà ta thương em nhiều chứ em không có để ý nhiều tới người ta. Cái đó là em biết luôn á. Nói chung là không đúng đối tượng á. Nãy Lý nói là ổng còn zin luôn mà. Có nghĩa là người ta thương ổng chị dân rồi người ta nấu cơm người ta mang tới cho ổng ăn thì mang rồi để đó rồi người ta chờ ổng nói chuyện này nọ ổng hỏi nói vậy. Mẹ nói vậy á. Nhưng mà kể cái vụ mà đêm tân hôn sao hai đứa cùng zin hết trơn rồi không biết làm sao đây. Thì đó. Rồi mừng ăn sao Lý? Sao ổng em hỏi chị tám hỏi rồi là mình đã được dược rồi chứ gì? Không ổng không dược. Ổng không có dược. Nhưng mà em có gợi ý không? Không tiêm sợ má em la. Bé Lý nó cũng sợ bị quánh chết. Bị gì mới đám hỏi thôi mà. Có nghĩa là theo như em biết á, người ta bảo là đám hỏi là coi như thuộc về nhau rồi. Mà thời đó là anh cũng lên Sài Gòn rồi với em rồi. Nhưng mà chừng ấy thời gian mà không làm gì nhau. Cứ hát cái câu gì nè, em chưa thi đỗ thì chưa động phòng.
À, của Lưu Bình Dương Lễ đó. Nhưng đúng mà thời điểm đó là thật sự là em đang chờ thi và đang tập luyện để thi. À, thi Paragame á. Dạ, nên là anh ánh cũng không làm gì. Cái nhiều khi suy nghĩ, rồi nói chứ lúc đó thì anh cũng biết khung mình rồi. Cũng biết khung xa xa gần gần rồi. Rồi giờ cái đêm cái đám hỏi sao nè? Sao cái đám hỏi là cái đêm tân hôn sao nè? Giờ mình vô thẳng luôn nè. Cái đêm động phòng sao? Ổng xào quần luôn đúng không? Đúng rồi, em không nhậu luôn á nha. Có nghĩa là ông cũng quý cái đêm tân hôn của ông luôn. Không có nhậu. Là ông hoàn toàn tỉnh táo. Mà rốt cuộc rồi tỉnh quá nên nó tức quá. Là coi như ngay đêm đó là có đêm tân hôn hay là phải qua mấy hôm sau? Nói chung là đêm tân hôn nên nói gì anh Thuận vậy đó cũng xào quần không biết lối luôn. Nhưng mà có thành công không, Lý? Không. Thì sao quan biết rồi là đúng không? Thường là như vậy đó. Anh gặp anh với chị Dân coi như là chứng kiến nhiều cặp vợ chồng lắm. Các cặp vợ chồng mà giữ gìn cho tới ngày cưới là thường là ngay đêm đó là không khó có đêm tân hôn lắm. Có cặp hình như là mấy tháng sau luôn đúng không? Mấy tháng sau mới thành công luôn đó. Đó. Không không, chỉ có hai đêm đầu thôi. Vì thứ nhất là ngủ nhà mẹ. Mà anh này cho tới giờ cũng vậy. Riêng cái chuyện đó là thứ nhất là chỗ đó là phải một mình. Chứ mà nếu ví dụ như là phòng này cặp phòng kia của họ được luôn nữa. Mà nhậu rồi là cũng không được luôn nữa. Rồi xong cái đêm thứ hai. Cái đêm thứ hai cái đêm đầu giống như ông xà quần, ông cũng tự cởi đồ em ấy chứ. Xong rồi nhưng mà anh không biết là như thế nào luôn. Giờ bắt đầu như thế nào là không biết luôn. Rồi xong rồi cái nói chuyện hồi cái măng mê tí xong rồi ôm nhau ngủ luôn. Ủa nhưng mà có hỏi thăm bạn bè hay là má với ba để mà chỉ bí quyết được không? Em không quá. Hỏi không hỏi luôn. Còn em thì em có không, em nói thật nha, bây giờ nói là về nhà không có được ghen, là có nghĩa là trước ảnh em có quen một anh kia. Thì ví dụ như những cái chuyện mà không đơn giản thì là mình đã trải qua. Nhưng mà điều chỉ không có cho anh kia là va chạm cơ thể mình thôi. Đó, nhưng mình biết vậy. Nhưng mà anh ấy, nói chung là em quý nhất là cái gì, là anh ấy còn riêng thôi. Là anh có nói dối mình là thời đó hỏi ông có khen yêu ai hay là có làm gì với ai là phải khai thiệt không. Là không dối em. Anh ấy không, chưa. Chỉ có hồi lúc anh 14 tuổi á, là anh có quen cái bạn học, là anh có hung bạn đó. Đó trời đất ơi, 14 tuổi rồi mới là chỉ có trước mà kể từ đó chắc cái đợt đó chắc hung, chắc trục trặc lắm mà gì mới ngán cho tới giờ luôn. Có trục trặc không anh? Ủa nhưng mà là Lý, anh hôm trước anh cũng chưa có hỏi em cái chuyện này. Tức là cái vấn đề của em á, cái hoàn cảnh của em á là lý do gì mà em bị khuyết tật, tức là cái hoàn cảnh á. Có nghĩa hồi em sinh ra là em đứng đi bình thường. Em nói chung là ông nội em còn nói chứ, con nhỏ này nè, nữa là nó đi ruộng với tao. Nó bự con, trong mấy chị em lớn con. Rồi cái bắt đầu em khoảng 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi cái bắt đầu em sốt. Là em sốt, là từ cái ngày sốt đó dây dưa cho tới lúc em 7 tuổi là chính thức em không đi được. Là sốt bại liệt đó. Dạ, cái thời rồi. Điểm đó là cái dịch mà sốt bại liệt đó, nhiều bạn bị lắm. Bây giờ mình thì không... là người được rồi. Thì đó bởi vậy. Nhưng mà nói chung là may mắn như thế này. Thượng Đế lấy em đi cái chân, nhưng mà cho em lại người đàn ông tuyệt vời, anh xã em. Nên là hiện tại bây giờ và theo em nghĩ là mãi mãi về sau này là em không nghĩ em khuyết tật đâu. Bởi vì em thấy em không thiếu cái gì. Giống như là hồi em còn con gái á, là hầu như những cái gì em thích hay là cái gì đó, chẳng hạn em muốn đi đâu đó em chưa biết đi chợ là gì luôn á. Cho mãi tới em lớn em không biết cái chợ là cái gì luôn. Quần áo thì ba mẹ em mua sẵn cho em bận vậy thôi. Mà thậm chí em bận quần áo còn bị hạn chế nữa. Như nhà em thời đó nghèo lắm, ba mẹ rất nghèo, mà tới 6 anh chị em nữa. Nên là quần áo á, giống như chị lớn bận rồi tới em. Đó, nên là quần áo chị lớn bận xong rồi là tới em. Nên em không có cái cảm giác giống như mua sắm hay chợ búa nó như thế nào. Từ nhỏ em cứ ở trong nhà thôi. Rồi khi em lấy anh á, thì em mới biết là ở bên ngoài nó có rất nhiều thứ mà mình chưa hề biết. Mình chưa hề biết đúng không? Dạ đúng rồi. Mà anh cho em tất cả những cái điều đó. Đi đây đi đó rồi này kia nọ. Mà chị hỏi em nè, khi mà bắt đầu á, em sau cái đêm tân hôn, coi như là qua 2 hôm sau đó, khi mà coi như Lý hoàn toàn là người của em rồi, mà em là người của Lý rồi, thì cái cảm xúc của em sao? Em hạnh phúc không? Lúc đó cảm xúc là nó rất chi là hạnh phúc. Tại vì có cái này cũng vui. Lúc mà
sau cái đêm sau cái đám cưới á, thì mấy hôm sau á, là cái liên tân hôn á, thì nó có cái trường hợp như này, em thì em cũng không biết, thì hai đứa mới tối mới xào quần, thì cứ xào quần mà cái giường thì cái giường nhà trọ ở Sài Gòn nó nhỏ xíu hà, đủ hai đứa nằm mà nó không có lớn. Thì cái ở dưới đó thì cái nệm, nhưng mà cái nệm mỏng nha, rồi cũng có lón tấm ga cũng màu sáng, nên là hai đứa xào quần gút gột xong cái xào quần rồi bắt đầu là dính với nhau, rồi cái là xong hết cái ngủ tới sáng. Thì ngủ một đêm tới sáng thì mình hai đứa bước xuống giường thấy trời gì cái giường thấy gớm vậy. Thì lúc đó mới tá quả ra là trong cái thời gian mà gọi là người ta gọi là cái gì ta, cái gì giống như là cái máu mà nó dính với giường á, thì mình cũng không biết, thì lúc đó mình cũng không biết, thì nói, em mới hỏi vợ em, nói, ủa cái này cái gì thấy ghê vậy em, thì vợ em lúc đó hình như em trả lời đúng không, em trả lời là như là cái đó là tiết chinh đó, tiết chinh. Thì nó, à thì ra đó giờ mình không có biết cái này à. Nói chứ ông mà biết cái thời điểm đó cái đêm tân hôn nó chỉ coi giống như là mình cũng không nghĩ gì, và giống như tự nhiên mình cái cơ thể sinh lý của mình nó giống như là hai đứa gặp nhau vậy rồi tiến tới vậy thôi. Chứ thời điểm đó thì báo đài báo chí đâu các thứ mình cũng đâu có nhiều, nên là con ít coi. Đó là cái mà em ấn tượng nhớ hoài. Cái cảm xúc rất là hạnh phúc đúng không? Nhưng mà mỗi lần em hỏi chuyện đó với anh á là anh cứ mắc cỡ mặt mà anh đỏ tía, xong anh không trả lời em gì cơ. Giờ còn mắc cỡ không? À, bây giờ hả? Mấy năm rồi hai đứa. Mấy đứa chưa? Là... Chị nhưng mà nói chung là riêng về những cái chuyện đó là anh rất là hấp dẫn, mà anh tuyệt vời một cách kỳ lạ, em không biết nữa. Ồ vậy đó hả? Em cũng không biết chuyện vợ chồng á hả? Dạ. Có nghĩa là luôn. Bởi em mới thắc mắc, em mới hỏi bà chị em. Mà hỏi chị, ví dụ như chị rồi ví dụ sau này thì sao? Chị nói á, ôi cái giống như tả bài vậy mày. Em nói sao em không vậy ta, vậy em bất bình thường hả? Nhưng mà ảnh là tuyệt vời, có nghĩa là giống như anh lúc nào cũng cho mình có cái cảm giác là mình luôn mới mẻ. Nên là ảnh hay vậy. Chứ theo khi nếu như mà em mà bị cũ kỹ như chưa chắc là em là người tuổi thân nhiều lắm. Tại vì em cứ nghĩ là trên cơ thể em nó có khuyết điểm á. Nên là em sợ em làm vợ không có được trọn vẹn á. Nên em cứ tự nghĩ, nhưng mà anh nói không. Đó là ý là anh tạo cho mình một cái đúng cảm rồi, giác thực là cảm giác là em là bình thường. Anh nghĩ là em lúc nào cũng tuyệt vời và hấp dẫn. Ví dụ anh ấy tạo cho em cái cảm giác này. Cái thanh xuân trong chuyện mà vợ chồng đó là hai vợ chồng luôn luôn nói chuyện á, là Hoàng Anh luôn luôn dành một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho vợ, rất là trân trọng, anh thấy được điều đó. Hai vợ chồng đã có hai bé rồi. Gái trai đều có đủ luôn. Là bạn đang nhiêu tuổi rồi cơ? Dạ bé lớn em 15 học lớp 9. Là bé gái à? Dạ. Ồ trời ơi hay quá. Bé nhỏ là 8 tuổi học lớp 3. Trời ơi con gái đầu là coi như giờ đỡ đần cho mẹ. Dạ cho nhiều 10 điểm rồi đó. 10 điểm á. Hay là hạnh phúc quá rồi. Hay quá. Bây giờ nếu mà kể anh, nữa em thì... mãn nguyện. Em mãn nguyện với những gì em đang có. Cũng hai đứa nói thôi ha. Chứ dạ. Định đứa thứ ba. Không, nếu mà thật sự mà muốn sinh đó nha, là em với anh đều thích con nít. Thậm chí nếu mà em không sinh mổ á, và em sợ là lỡ em xảy ra việc gì không ai nuôi con em sợ vậy á, chứ nếu không em đẻ 4 đứa rồi. Em rất là thích. Thôi hai. À, không hiểu đã trai gái đầy đủ rồi là hai đó. Tại vì em còn phải hưởng thụ chứ. Nhưng mà trong thâm tâm là vẫn muốn có thêm đúng không? Đúng rồi. Đôi khi em nói anh thử không mấy bây giờ cái đứa này lớn hết nựng được rồi. Thế mình đẻ đứa khác đi để mình nựng. Thôi, đang khó khăn. Thì đó mình sợ thứ nhất, thứ hai nữa sợ sức khỏe. Chưa kể là dịch bệnh nữa rồi, sức khỏe khó khăn rồi. Đủ lắm sức khỏe nữa. Tụi em phải tận hưởng hạnh phúc đi, thiệt mà. Đấy nghe nè, hôm bữa là anh có mời lên chương trình Vợ Hồng Son rồi đúng không? Dạ. Và em rất là vui đúng không? Và thậm chí em vui nhất là cái phần nào? Em nhớ không? Em thích cái phần nào? Em thích cái phần kể xấu ảnh. Đó, bây giờ em muốn không? Hả? Nãy giờ toàn là nghe giờ, kể chuyện toàn là đẹp không bây à? Bây giờ muốn hay không muốn gì cũng phải kể. Bây thôi. Giờ kể đi em. Đó. Không bây giờ để Hoàng Anh kể trước đi. Kể trước đi. Xấu. Vợ em xấu thì tật xấu chứ không phải xấu nha, vợ em đẹp nha. Giống như là cái khuyết điểm xấu thì cũng ít chứ không nhiều. Có mỗi cái giống như hai chồng mà cả ngày làm việc mệt, giống như mình khi mình về tới nhà mình muốn nằm xuống cái mình ngủ. Cứ về tới nhà tắm xong cứ vô phòng rồi là ngủ, trước khi ngủ là phải ôm. Mà nhiều khi ôm tới sáng, bữa nào mình ôm luôn tới sáng, mình mệt quá mình ngủ mình ôm luôn tới sáng, cái là sáng ra nói hôm nay anh tuyệt vời. Giống như ôm tới sáng rồi là vậy là phái hả? Khoái ôm vậy đó. Mình á nhiều khi em á thì thường thường á kế bên em có cái gói ôm,
thì em hay ôm cái gói ôm, hay quay qua ôm cái gói ôm mà em ngủ. Ở trong cuộc đời em ghét như cái gói ôm đó đó. Đó là tật xấu. Như cái tật xấu. Cái ba ngủ xong rồi có khi nào bả đè mình không? Tật đó dễ thương mà. Bắt ôm, bắt chồng mình ôm dễ thương. Ôm quá vậy, em ôm kỳ lạ lắm chứ không phải ôm thông thường đâu. Sao đâu, ôm kỳ lạ là sao? Ôm là phải nhét hai cái chân em vô cái háng của ổng em mới chịu. À. Đêm nào em nói anh quý em chưa? Không quý được khỏi ngủ. Còn mà ví dụ hôm nào anh nói không, hôm nay anh mệt lắm, anh nằm vị trí này anh sẽ thoải mái lên. Tôi nói vậy thì đi xuống chỗ khác ngủ đi. Anh là như vậy anh phải ôm em, xong rồi anh phải nhét hai cái chân em vô trong cái háng anh mới chịu. Nhét vô nó ấm thì sao á? Không biết nhưng mà em thích như vậy. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm vậy. Ngủ gác thôi. Coi nào mà gác hai chân lên cổ mình không? Có chứ, nhiều khi cũng có. Xem vòng phải không? Xem vòng phải không? Có. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm. Em khi em tập rất là mệt, là bắt đầu tối em ngủ băng. Sáng anh nói em á, em không có giết anh bằng gì mà em giết bằng cái chân của em á. Em để lên cổ anh xong rồi anh nghẹt ở đây mà để xuống hoài em cứ để lên. Rồi gì nữa nè? Với thêm cái nữa là còn nữa hả? Giống như bữa nào mà vợ em mà mệt trong người á là em biết nằm xuống khoảng chừng 10 phút 15 phút là ngủ, bắt đầu là tự nhiên là ra tiếng động đó. Là ngáy đó. Đó là mệt. Nhưng mà thường ngày thì giống như bình thường thì không có gì hết. Nhưng mà cái khi đó mà mệt rồi là ngáy nhiều khi mình ngủ không được luôn á. Vậy đó. Không, cái đó cũng đâu phải tật xấu đâu, cái đó là cái tật của người ta rồi. Em phải kể một cái tật mà xấu á. Ví dụ như là hay nóng tính nè, rồi cọc cằn nè, hay là bếp bối nè thì hay shopping bừa bộn nè, mùa đó. Shopping không bừa bộn nhà. Còn một cái xấu nhất nữa là như vậy nè. Thôi để ông kể đi. Là em biết ông nói đúng như vậy nè, là ăn á là cho ăn cá rồi làm cự á. Khó là ăn á hả? Không, nghe không chị ăn thịt. Cá chị. À, không là ổng là người nấu ăn. Là vợ em không thích ăn không thích ăn cá. Thích ăn cá. Phải ăn thịt thôi à. À. Mà bữa nào em nấu ăn đi chợ về mà em thấy một cá là bắt đầu quạo rồi đó. Mà mặc dù ổng nấu cực cổ hen, mồ hôi một kê tùm lum hen, mà vâng lên là em nhìn thấy vậy. Thôi ăn mình ăn đi. Ủa anh đã. Anh biết mà không ăn cá mà mua vậy thôi, anh chạy cho anh mua thịt nha. Nhưng mà suốt ngày đó em cầu nhau luôn. Là giận hờn đó. Là không thích ăn cá. Là em xấu nhất là như vậy. Đó, cái đó tật xấu đó, cái đó tật xấu đó. Bây giờ có điệu không? Hỏi có điệu không vậy? Có điệu không? Không điệu, em không có chở đi. Là sao? Tức là vợ em có cái giống như là muốn đi đâu với em là em phải trang điểm đồ các thứ sạch sẽ đẹp đẽ em mới chở đi, còn đấy, mà để mặt mộc là em không bao giờ em chở. Nhưng mà mộc cái thì đẹp lắm nha, chứ không phải xấu. Nhưng mà em không thích. Có nghĩa là vậy. Nhưng tật xấu của chồng. Nhưng tật xấu của em, chẳng là tật xấu của em đó. Tật xấu của em. Em tự em khai ra trước rồi. Nhưng đó. Mà nè, riêng Lý thì Lý có thích trang điểm không? Dạ thích lắm. Bao giờ cũng hợp ha. Hai chồng thì cũng hợp. Trời ơi, chứ gặp chuyện gì làm biến. Ngoại trừ cái nói em nghe, ngoại trừ mà lên sân khấu và đi quay này kia nọ thôi, là ở nhà là không bao giờ thấy cái mặt chị trang điểm. Chị làm biến khủng khiếp. Mặt đẹp lắm. Chị em nói thật nha, nếu cuộc đời em mà cái chân em nó đi được á thì làm phái làm showbiz, em nói thật lòng luôn. Từ nhỏ em đã ham như vậy rồi. Không biết sao từ nhỏ là em biết lấy phấn son của mẹ ha. Mười mấy tuổi thôi, mẹ đi ruộng là ở nhà làm lấy cái gỗ đó ra, bắt đầu em vẽ. Làm điều đó, làm điều. Là nhưng mà hồi bắt đầu là chưa quen anh á, là bắt đầu lớn lên được rồi ha, là bắt đầu biết ngựa, nhưng mà cuộc đời chưa biết mua mấy cái đó như thế nào. Cái tới chừng lấy anh rồi, đúng là cái điều thỏa mãn nhất trong cuộc đời em là anh chở em tới ngay chỗ cái gian hàng đó, xong rồi anh ấy bế em vô trong đó cho em lựa thoải mái, mà chị có tin không? Sướng thiệt luôn. Nhưng mà hai người này lại đồng điệu cái đó. Ông này thì thích vợ trang điểm, mà vợ thì lại quá thích trang điểm. Quá thích trang thì điểm đó là khỏe luôn. Em là cái mở mắt ra là cái việc đầu tiên của em, xính đánh răng xúc miệng xong là em leo lên bàn đó, bắt đầu em làm. Mà được có cái đủ kiên nhẫn ghê gớm lắm. Đợi em làm bất cứ thời gian bao lâu không cần biết. Đợi là ngồi đợi mà không có tỏ vẻ là giống như nôn nóng đâu, không, rất là thoải mái, uống cà phê ngồi đợi. Ông khoái mà, ông khoái á chị. Ông khoái á. Ê, hồi nhỏ chắc em sớm đi gọi Lý Điệu không, đúng không? Ui sao nó đúng vậy, sếp em gọi em vậy không á. Gọi em bằng Lý Điệu. Đừng có nói là nghe cô nhảy xuống hồ cô cũng là mặt đó nghe. Đúng, chính xác. Rồi trời ơi, hồi đó mà con hoa sen á thì kêu chứ trời, sao con bé đó nó đi thi mà trông nó xinh thế. Mà không nghĩ là em xinh vậy là em thi đậu đâu. Khi mà để mà chọn đi cho vận động viên Paragame, em là người gớt đầu tiên. Thứ nhất là trắng, thứ hai là có chút xíu con. Mà mặt mày lúc nào cũng dạng chỉnh chu vậy. Ông nói vậy thì đâu phải là vận động viên, ông sếp á. Nhưng mà ông thầy ông bảo là, nhưng mà riêng con bé này, ai tôi không bảo lãnh, nhưng riêng bé này tôi bảo lãnh. Nó có cái nghị lực ghê gớm lắm. Nên là ông bảo lãnh em mới được thi á, chứ nếu không là em rớt ngay vòng đầu. Ồ, vậy hả? Hoàng Anh ơi. Dạ. Bây giờ muốn hỏi nè, cô ấy có ghen không? Ghen em á hả? Ghen á.
bản tính ghen thì đó giờ em chưa thấy, tại vì họ ít bộc lộ lắm à. Mà em cũng không có làm gì để ghen hết á. Nhưng mà cũng hay nói lỗ tai nói hoài vậy đó, anh đừng có làm gì thế này thế kia nha. Giống như giờ sống mà hai đứa đang sống gì nè, mới mốt lỡ em mà có mất trước á, là anh cái thứ nhất cái đầu tiên á, là anh mà dè dãn với cô gái nào không hay là gì đó là không em được. Xuất hiện ngay trước mặt là cho thôi, anh làm gì là đó như thế này thôi, thôi đã dễ sợ không em không biết có ghen hay không. Anh làm gì đó, anh làm gì vậy em? Lúc đó chắc mặc quần vô mà cái câu nói đó là thường xuyên xuất hiện trong tay em luôn. Thiệt á, em nói vậy em không có ghen, em không có như thế này thế kia, nhưng mà ngày nào em cũng ca cho anh bài ca con cá. À, thứ nhất là anh cũng không phải là người nổi tiếng, nhưng anh cũng có một chút xíu cái gì đó ở xã hội, nên đừng có làm cái gì mà để ảnh hưởng tới thanh danh của mình, hiểu không? Chứ còn ghen là không, ấy không, anh đi dạy, anh có rất nhiều học trò thương thầm anh nha chị. Ha, thì mình biết, mình trực giác phụ nữ mình biết, thì mình bảo là nói chung khi mà em cũng vậy, ví dụ ông thầy em quá tốt với em thì em nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường, nhưng mình thầy giới hạn nào đó thôi. Đấy, để cho cái đối phương bên kia biết là à, cái cương vị ông đó chỉ là ông thầy, ông không có bậy bạ với mình. Còn ghen là không ghen. Ok, quá tốt rồi. Thôi bây giờ tới em nè. Bây giờ tật xấu của anh nè. Đó, tới em đó. Không, mà nói thật sự trong cuộc đời em nha, anh không có tật xấu, nhưng mà cái giống như cái mong muốn thôi, là anh ấy nói nhiều hơn một chút thôi là được. Mong muốn thay đổi đúng không? À, muốn cái thay đổi. Cái tật xấu của ông là gì biết không? Biết tật xấu là gì không? Ít nói á. Thì đó, em không biết, nhưng mà anh rất là ít nói. Ở nhà là em nói luôn, thay phần ba cha con luôn á. Con bé đầu nói y chang anh luôn á. Nó không nói gì hết, đằng sau còn đỡ chứ. Tật xấu là ít nói nè. Cho nên cái mong muốn của Lý là mong em nói nhiều lên xíu. Dạ, đúng rồi. Bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, đúng không? Như là ảnh mà ảnh thương em, hay là ngày đó ví dụ ảnh muốn thể hiện tình cảm yêu thương em, ảnh đi ngang cái vậy đó. Là xong. Nhíu. À, đi ngang hay đụng vai chân, nói chung bất cứ vậy đó. Đây là xong. Thay vì nói vợ hôm nay em đẹp, hay là vợ hôm nay thấy thương quá gì không? Vậy là không có lãng mạn đúng không? À. Rồi ví dụ như tối mà có muốn nó có nhíu không vậy? Trước khi thằng tôi muốn cái mang mê cái vú, cái hung tóc đồ làm vúa chua vậy đó. À. Là biết là anh muốn thôi, chứ anh không bao giờ nói là anh muốn. Không. Cái đó là em nói á. Lâu lâu mà ví dụ nhiều khi công việc nhiều quá, với lại hay là căng thẳng cái gì á, riêng em với ảnh mà nếu mà bị áp lực công việc mà căng thẳng á, là chuyện đó không bao giờ làm được. Nhưng mà lâu quá em nói anh ơi em móc rồi đó. Không được, không được. Không được, bây giờ nó móc rồi, không có được, tối là phải giải quyết nghe không. Ông nói anh cũng thấy anh vậy. Ê xong, nhưng mà đôi khi tới chiều ảnh dạy ảnh mệt, em cũng đi bán em mệt. Thấy không, về lăn ra ngủ. Rồi xong. Ủa em nói em móc mà em. Rồi sao, có lãng mạn không nè? Không, em đó, thấy có mỏi là y như em nói á, chứ thường xong chuyện đó xong rồi là em thích anh nói cái gì đó, nhưng mà anh thì không. Giống như anh làm xong cái chuyện đó cái xong anh ôm mình vô anh ngủ, cái anh hung trên trán mình cái rồi thế là xong. Không, thực ra cái đó là theo chị nghe, theo chị á, mỗi người một kiểu lãng mạn khác nhau. Ví dụ như là cái chuyện mà anh nhéo là chị thấy lãng mạn đó. Thì cái là vậy đó chị. Lãng mạn đó. Rồi cái chuyện mà anh hung em xong rồi anh ôm em anh ngủ là chị thấy cái đó là lãng mạn đó em. Đó. Được chịu khó con cái là ôm tới sáng luôn á. Thương con ơi chịu khó đó. Là cái đó lãng mạn đó cưng. Trời, hiếu có người nào mà được vậy lắm á nghe. Trời ơi. Em hỏi chị chứ cái giường mà dành cho một người ngủ á mà em với anh ngủ được suốt mấy năm trời luôn á. Thấy chưa? Chỉ riêng vậy thôi, ai lại nhà chơi ha, mấy chị em cũng nói hai đứa bị điên hả? Sao cái giường nhỏ gì mà vẫn ngủ được? Tại vì là đêm nào ổng cũng ôm mình, nên là nó không có phải là hai thành một rồi đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ em mong muốn ảnh thay đổi là chỉ duy nhất là nói nhiều hơn chút xíu. Rồi còn Hoàng Anh thì sao? Muốn Lý thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ em giống như là cũng hay càm ràm lắm. Mà giống như là càm ràm thì những cái chuyện mà giống như hai đứa mà không hợp ý cái gì, cái càm ràm giống như là càm ràm xong rồi thôi chứ không có gì. Nhưng mà em cũng giống như là không hợp rồi đúng không, em dẹp qua ăn bên không nói tới nữa, không nói tới nữa, em bỏ luôn, đó là vậy. Mong mà vợ em vậy thôi, tức là vậy. Không có nên càm ràm một việc mà càm ràm đi càm ràm lại. Dạ, đúng rồi không? Nói xong rồi dứt dạc đi. Mà em chịu khó lắm chị, em chịu khó dẫn chuyện. Có nghĩa là ảnh mà tái phạm một cái việc na ná cái chuyện cũ đó ha, là em sẽ lấy cái đó ra em áp dụng với cái này. Thì đó, giờ anh mong muốn vậy đó, em nhắm em bỏ được không? Em bớt đi cho đỡ áp lực. Chị nói nghe nè, bớt cái đó đi thì ông bớt áp lực, em cũng bớt áp lực. Cái là ông sẽ nói thì, nhiều đúng không? Không có nghĩa là gì nè, ông sẽ dành thời, tức là khi mà em bớt cái cầm nằm nó đi đúng không,
thì là ổng sẽ bớt áp lực nhiều, em cũng bớt áp lực nhiều, cái tối cái hại chồng nó khỏi bị mốc. Dễ chính xác cái đó, đúng, đúng nó đó. Mới hoài nữa à. Không áp lực là làm được đúng không? Em nói là vợ chồng cùng chị, sau khi mà em lên chương trình này xong em mới phát hiện là à thì ra là mình bị mốc là lý do mình càm ràm nhiều quá. Ông bị áp lực không phải đúng em, nó làm cho người đàn ông bị cục hứng em, bị cục hứng đó nghe. Là áp lực đó à, thật ra như này nè, anh cũng mong muốn rằng là Hoàng Anh sau chương trình này về sẽ hiểu vợ nhiều hơn, và thậm chí là mình đã lãng mạn trong cái cách mình thể hiện rồi đó, nhưng mà anh vẫn mong em có nghĩa là nói nhiều hơn nè, bày tỏ nhiều hơn với cô gái này, tại cô gái này rất thích cái điều đó nghe.